Đoàn của chúng ta đây là lên điện Bồ Hồng, bây giờ trở xuống đây là cái dốc, thì quý vị đang ngồi là thở, quý vị nó đúng là đang ngồi thở đó. Mệt bây giờ như vậy là đây là có chị, đặc biệt là chị Ba Khoai Lang đó. Chị Ba Khoai Lang hồi đó là nghe nó hình như trồng năm mấy chục công, trăm công khoai lang gì đó, bây giờ đặt là Ba Khoai Lang gì đó. Bây giờ nhà Ba Khoai Lang đọc một đoạn giảng giáo lý của Đức Quỳnh Giáo Chủ, kính mời chị. Nam mô A Di Đà Phật. Để trong khi thời gian mình dưới núi, rồi dắt này mình đang xuống núi, là như là xuống dốc á, thì trong khi ngồi nghỉ để khỏe hả, tiếp tục đi nữa, thì thời gian rảnh rỗi chúng ta dừng chân, cũng có nhắc lại lời của Đức Phật, Đức Thầy. Để tôi xin ngâm lại một đoạn trong quyển 5, mà đoạn chót của quyển 5 á. Nam mô A Di Đà Phật. Đêm thanh niên nguyệt giữa cây, nhìn xem thấy sự não nề tâm can, tự ta nương chốn Phật đàn, dứt tâm trần câu chẳng nào vinh quang. Trần hoàng thiện tinh còn mê, thêm lời dục thúc gọi về đàn tu, dốc lòng dạch ngút mây mù, đặng diều bao tánh đường tu ở chen vào. Lời thầy càng to âm hao, để truyền hậu thế dạng thao lọc lừa, tu cầu thuận gió qua mưa, an hòa nhân vật phước thừa trời ban. Tô cầu thoát chốn gian nan.
Hầu trong chư quốc chư bang giao hòa, tô cầu yên nước lợi nhà, cứu quyền thất tổ Diêm La thoát hình, tô cầu Phật qua tánh tình, lưới mê chẳng buộc nhé mình tiêu giao, tô cầu cửa Phật đặng vào, gót sen thông thả xiết bao vui thanh nhàn, tô cầu bình tật tiêu tan, từ bi hỷ xả Phật ban phép lành, tô cầu thoát khỏi tử sanh, nương theo Phật quốc lời lành hằng nghe, cõi trần đừng đắm ngựa xe, đeo tuồng mộng quyển lập lè sắc hương, tô cầu trăm họ hiền lương, đồng thanh niệm Phật tai ương chẳng còn, tô cầu gia đạo vuông tròn, chồng hòa vợ thuận cháu con thảo hiền, tô cầu thoát khỏi xích xiềng, giữa kề chân Phật xa miền trần lao, tô cầu trong hết bình đau, gặp đời bình trị xiết bao vui dày, mắt nhìn chư Phật đông đầy, thành vàng điện ngọc trò thầy đăng tiên, ai mà muốn đặng phước duyên, nghe lời khuyến thiện lòng liền khoát tâm, tố cho rõ mối quyền thâm, quy đầu Phật pháp khỏi lâm tai nạn, phước đức quý hơn bạc vàng, nhưng người bạc ác giàu sang ít gì, chi bằng ăn ở nhu mì, nghe lời Phật thành kinh gì người trên, hiếu trung lòng chớ dội quên, sống lo trọn đạo thác lên tiên đài, nam mô miên niệm hằng ngày, lãnh lời vua Mỹ học rài kệ kinh, trao tâm liền tánh cho mình, chuyên lo niệm Phật xưa mình cho trơn. Nam mô Di Đà Phật. Tiếp tục chương trình của dân giới quyền giới chủ, tôi xin thành lòng nhắc lại bài đọc trước với chào đến của tổ à. Nam mô A
dạ. Chúc thầy trong năm mới đạo tâm càng phấn khởi, mở lượng có từ bi giúp người đang mong đợi, mong đợi được tu hành, thầy đến giảng việc lành cho người mê giác ngộ là khổ tới chúng mơ sanh, chúng sanh đang thâm đạm bởi tội ác gây ra, bằng tăng thường khấn nguyện mong trăm họ thái hoài. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng Phật, cung kính Pháp, cung kính Tăng, tam quy ngộ giới lòng hằng dình theo. Chúc ông hoàng nhà dựng lèo qua bờ giác ngàn sóng treo hương màu, nơi cõi tạm sông sầu bể khổ làng ngựa xe cam dỗ tao nhân gây ra lắm nợ trần luôn hồi sáo neo khôn lần bước ra. Rải tình ngõ ái hà quyết dứt đèn đạo tâm sáng rực soi đường cầu tu cho đạt hậu ơn quê hương trí huệ ma dương hài hồng, làm cho chúng phục tùng chân lý trong xác thân giảm thị lục căn, đừng cho chúng tin lăng hoàng ngoài thì chắc thô mà ngăn lục trần phá ngũ quận dứt lằn tham ô ai cội sân si cũng phải đem về giác tanh chân như tìm thân thị hiện dứt trừ tử sanh, đem tâm hồi hướng gốc lành làm tôi Phật tổ thành chi chân.
dầu mắt phải mưa đơn gió kém cũng duyên trì mà dẹp gái trong ngày nào đắc được lòng ở thông giấc hồn cha mẹ tỏ tâm bài đời về cực lạc thành thơi an dương ấy là ngày ban thưởng công tu chúc cho đó vàng mây mù dân vàng bắt khoai công phu vuông tròn đến ngày biển càng non mòn tư ân đã trả chẳng còn tàu căng nay ông nhập tự làm tăng trước sau tuy khác thiện căn dần đồng lắng tai nghe được tin hồng thời qua ít chữ gọi lòng chia vui Nam Mô A Di Đà Phật. Đời hao hay chết tôi sẵn nhớ quả trước nhan hồi con trẻ miễn cho được hai ngày hai cơm miễn cho được ngày hai cơm tè mùi bằng hàng đang to nhờ ơn trời ban bố đức ăn tự nhiên đi cho quen rồi mai mốt đọc đi hai người bắn sắt mà làm gì vậy đâu có đọc đi thử những kẻ mong tội tới thưởng những người chung nghĩa vẹn toàn ra cây này hai chữ bảo an cho rằng thấy được tâm thanh tình ngọc bao quý và kính mời toàn thể quý cô bác mình lựa cái vị trí ngồi cho khỏe rồi mình hãy đi điện, rồi cô bác nào có đi điện thì hướng dẫn cho đi điện. Ông chú ba xin lỗi anh nha. Anh hai nhái bị gì nhái ông nhảy quá trời lẹ đằng này đưa không nổi ông bon có hai ba cái lộn tới bên này rồi bà con ở sau đợi lộn nè. Quý vị mình thấy không, thả này đó là tới cũng đứng chỗ lực như tôi mà nói tôi đi trước phải không, phải chi giấc này tôi không có ở đây thì ổng ngày tôi được cái này tôi có đây ổng lên được ổng tới nữa không á, đồng đạo mình nói vậy mới vui chứ không nói sao vui phải không. Nói cho bà con mình nghe bị gì tình cái tình đồng đạo không có sợ dặn chứng nói đi không quan ngoại lắm
không biết ổng đi cầu đi kỳ mà kẹt mà đợi xe ổng đợi cao buổi trời mới tới. Rồi hỏi sao anh ông trời hư bị gì đó ổng nhảy qua cái cục đá nè ổng nó thành ra mất cảm. Quý vị làm đạo mình ha, cái đoạn của anh hai nhái mà nó đi đầu đi hơi nhanh mà không sao, có anh hai ớt ở sao bao cười được lo. Nói chung thì cái đoạn của mình anh em cô bác biết đó, thì đi thì kêu những cái người đi trước đó là coi như là cô bác nó quen dò, thành ra người ta phải đi trước. Rồi còn một cái đoạn đi giữa thì cũng có đồng đạo theo để dìu cái số cô bác một chung chung. Rồi còn một cái số cô bác mình lớn tuổi đó, ít có đi, chưa có quen đó, thì đi phía sau hết là có cho một huynh đệ mình ở đó là sẽ đi gần với cô bác của mình. Rồi nghĩa là bất cứ kẻ trước người sau cũng đồng đến nhau một chỗ, hiểu quý vị, cũng đồng đến chỗ hết chứ không có là bỏ rơi một quý đồng đạo nào hết. Dạ đúng vậy. Mà cho nên Đức Thầy nói trước sau tỷ khác mà thiện căn vẫn đồng. Thấy không quý vị? Trước sau tỷ khác mà thiện căn vẫn đồng. Thôi bây giờ trong khi là quý cô bác mình nghỉ mệt trong đôi phút, và xin kể một mẫu chuyện ở đây. Cái mẫu chuyện này mình không thể nào biết được, nhưng mà nhờ cái số cô bác lớn tuổi đi trước rồi cô bác kể lại cho mình nghe. Cái này là truyền khẩu nghe là ông mình đạo mình. Ông có quay phim mà lên tàn hình đó thì tôi có nói đặt có tàn hình, ông đừng có để cho tàn hình hả, nếu tôi biến luôn là cả nhà ông không biết được đường kiếm. Hôm nay như vậy thì kính thưa toàn thể quý vị, khoảng 2000 thì là 1900 là khoảng 89 là 88 gì đó, thì đoàn tôi có lên tới đây mà đi là rất là ít, độ khoảng chừng là 6 người. Lúc đó là đi xe đạp quý vị, đi xe đạp 6 người 6 chiếc xe đạp. Thì khi đến đây đó là tất nhiên là cũng đi vô cái đường của mình đi hồi nãy. Đi nãy thì đi vừa lên tới cái dốc này đó thì cô bác đầu tiên mới lần tiên à. Đi lên cái dốc này cũng như mệt như cô bác hồi nãy vậy đó. Nó chèn đi xong quá chèn mệt rồi. Mình đi ở giờ đồng bằng mình đi cây số không có sao trơn, lại lên đi có mấy trăm mét mà sao vừa mệt dữ vậy nè. Cái tôi mới nói lên non mới biết non cao, nuôi con mới biết công lao mẫu từ. Đố tay quý vị. Thì như vậy đó thì đồng đạo mình đến đây ngừng lại một chút. Thì trong khi ngừng lại một lát đó thì là hồi đó xung quanh ở đây là cây không à, không có cái nhà của chú thím ở đây. Rồi hai là sáu anh em mới ngồi nghỉ mới lại là kính lễ xong mới ra ngồi nghỉ một chút nữa. Thì nói không biết cái điện này đi có đường trổ không, rồi mình khám phá. Thì nói vậy thôi chứ chưa có đi. Thì thấy có một ông già đi từ trên đó đi xuống. Đi xuống ra bắt đầu là gặp mấy anh em tôi đang ngồi ở trên cái sân đó đó. Còn cái sân này thì cỏ có đường đi không mà còn cỏ mọc xanh quanh trơn rồi. Thì lúc này là ông già nói cha mấy chú mới lên tới phải không, bữa nay đi chuyến ngon phải không. Nói dạ chúng con chào ông lão. Dạ ông lão đi hồi nào mà bây giờ ông ở trên đi xuống lẹ quá vậy. Ông nói tôi đi mấy ngày đây, rồi bây giờ đi trở về chỗ điện kính này. Rồi cái tôi mới nói ủa vậy là cái chỗ này là gọi là điện kính đó ông lão, chúng con mới lên chưa có biết cái danh là của cái điện này là cái danh gì. Ông nói ở đây gọi là cái điện kính, nhưng mà ở điện kính ở đây là được chữ truyền khẩu lại. Hồi ngày xưa đó có hai vị này ở vùng dưới, một ông thì ở Ô Môn, ông ở Cần Thơ, cũng đi xe đạp nhau, mà ông chạy trước ông chạy sau, mà lên tới là chỗ Ti Tôn á thì hai anh em này gặp lại mới hai anh em hỏi nhau anh đi đâu. Rồi cái anh kia nói tôi đi núi, anh nọ cũng nói đi đâu đi núi. Rồi hỏi lại vậy chứ anh đi núi nào, nói giờ đi núi tôi chưa biết đi núi nào. Cái hai anh em nói thôi vậy là mình nghe nói hồi xưa ở trên vùng bảy núi này có cái núi Thiên Cấm Sơn là cái núi màu nhiệm nhất, thành ra thôi bây giờ mình trở về Thiên Cấm Sơn đi để mình đi chỗ núi đó là để mình thấy cái cảnh màu nhiệm của thiên nhiên.
thì lúc bấy giờ đó cô bác biết đó, hai anh em mới đi, đi thì chạy là vô cái đường xe mình, xe lớn hồi đó là cái đường xe rất là nhỏ, cho nên đi xe đạp thì cũng được, nhưng mà nó cũng lòi lõm. Lúc bấy giờ hai anh mới đi vô tới cái chân núi mà đường lên cửa lên đó, thì hỏi thăm chứ đâu có biết ai đâu, đường đâu mà đi, thì mới gửi xe đạp ở dưới, hai anh mới lội tù ở là tình tan lên. Lên cái bắt đầu cũng hỏi thăm, mà hồi xưa tiếm hỏi người hỏi thăm đó rất là ít lắm, thì mới hỏi đường lên núi cát điện đó là cái điện nào mà cần đây nhất, thì có một người ở ngoài nói thời giờ mấy chú đi là cái đường này, hồi đó chưa có nhà trọ Ngọc Lan, nữa đi cái đường này đi lên đây đó là tới cái điện kính ở điện đó là tới trước. Nhưng mà mấy anh đó là nói vậy rồi cái là nhớ cái đường để đi thôi, mà quên tuốt cái điện. Tới chừng lên đây thấy cái điện không biết cái điện gì thôi. Rồi gặp cái ông già kia xuống, ông mới nói là quý chú đến đây là điện này là điện kính. Rồi hai chú đó mới hỏi thì sao mà gọi điện kính đó ông lão, ông có biết cái nguyên cái sự đầu tiên của là phát khởi ra cái điện kính không? Thì ông lão ông nói cái này thì được sự kể lại, chứ cũng là không có người nào mà thực tế là nghe ai đã được gọi là cái điện kính. Cho nên là hai là cậu thanh niên đó mới hỏi ông lão kể giùm. Thì ông lão nói trước đây mấy năm là có là hai cái cậu thanh niên, một người thì ở Cần Thơ, một người thì ở Úc Môn, đi lên đây rồi là đi qua giếng bên cái là Cô Tô. Khi mà đi giếng Cô Tô rồi đó, lúc bấy giờ nếu mới đi xuống cái điện Cửu Quyền đó, điện Cửu Quyền của Cô Tô đó, tất nhiên là bây giờ kêu cái điện kính Cô Tô đó, thì hai vị đó đi xuống đó lại lễ cho chánh điện đó, rồi hai vị đi lòng thấy cái đường cứ đi hoài, hai vị đi hoài cái đi sao tối quá, cái hai vị nó thấy vậy thôi trở lên mình là đường đi cũng còn dễ đi quá, trở lên tôi kiếm lá dừa đó bó lại, hai người cầm hai bó như vậy, là mỗi một người cầm một bó thật chặt vậy đó, cầm bó dừa đốt đi với hai, hết một bó rồi mới màu qua một bó khác nữa. Thì đi như vậy đó là mấy vị đó đi là cũng khoảng 4 giờ chiều, tính đi xuống hang cũng đi lên, mà gặp cái đường cái đi luôn à, tự nhiên đi vậy chứ cũng không có biết trời trăng mây nước gì đâu á. Như vậy thì lúc này đi quá xa rồi, hết một cái bó dừa rồi, nó cháy tàn một bó dừa rồi, thì gặp một ngã ba, nó chết rồi, kiểu này đi đường nào. Đứng sững thấy ông già, lúc bấy giờ thấy ông già nó mấy chú ơi, mấy chú đi giếng điện hả? Nó dạ, ông lão ơi, con đi giếng điện, bây giờ con là xuống đây ngã ba mà không biết đường nào đi lên. Thì lúc này đó là ông lão nói thôi, chú muốn đi lên thì là lên khỏi cái điện thì thôi đi theo tôi. Thì bắt đầu đó, ông già đi trước lai gai vậy đó, rồi hai cái chú trai này mới đi theo ông. Thì lúc này đó hai chú cứ là đốt gần tàn một cái bó dừa nữa, thì tới cái ngã ba nữa, thì ông lão mới nói nè chú ơi, bây giờ hai chú đi đường thẳng này lên là sẽ lên là đồng bằng. Rồi như vậy khi lên đồng bằng rồi đó là hai chú sẽ đi đường nào đó đi, còn tôi tới ngã ba này tôi đi đường bên đây có công chuyện. Thì lúc bấy giờ đó thì cô bác biết thế, thì ông lão đi đốt rồi, hai ông nhìn là nằm dưới hang dưới không biết đường đi rồi. Bây giờ ông lão chỉ đường này đi thẳng, mấy ông ấy đi thẳng qua đi viết cái chỗ ra đây. Khi mà chỗ lên đây rồi đó thì là hai vị nó tụt xuống cái dốc này, mới gặp cái ông già hồi nãy mà tôi nói ở trên đi xuống đó, cái mới hỏi ông già vậy chứ này ở tới đâu rồi. Ông già nó núi ông cắm rồi quý vị. Thì như vậy mới là cái núi này là núi ông cắm. Ông nói ủa tôi đi bên Cô Tô sao thì qua núi ông cắm rồi. Quý vị thấy cái màu nhiệm không quý vị? Đây là một cái sự màu nhiệm mà đi bên Cô Tô mà giờ trở về núi ông cắm quý vị. Hai người đó hết hồn rồi, nói tại sao mà mình đi Cô Tô mà dắt này về tới bên ông cắm. Rồi như vậy đó, kể hết mọi chuyện cho biết cái hang này hãy đi xuống quý vị, để sự màu nhiệm.
Như vậy thì lúc này là hai ông mới đi, đi thẳng đường. Thẳng đường lên tới đây rồi, khi lên rồi đó, để nhắc lại, gặp ông già đó, ông nói bên đây là tới núi Tâm. Thì hai ông hết hồn rồi, cứ mới hỏi ông già giữ cho cái điện này, cái điện gì. Ông nói tôi cũng không biết điện gì nữa, nhưng mà cái điện này nó trổ qua tới cái điện kính của cô Tô. Mấy ông nói lại thôi như vậy thôi, bây giờ mình trả lại, lấy đá, cục đá nhỏ nhỏ vậy đó, mấy ông gặp vô cần cái đá này nè. Đó là điện liền với điện kính của Tô. Rồi từ đó tới sau cái như vậy về giới thiệu dưới mới dẫn anh em đồng đạo lên. Dẫn anh em đồng đạo lên, lên tới đây giếng. Giếng rồi chỉ cái miệng hang. Chỉ cái miệng hang nặng cái đường này đi về bên ô tô và nó mà không đâu ông nào dám đi. Vô tận nó tấn hù. Đâu có dám đi quý vị. Xuống cái điện này á, khi mà tụt xuống dốc rồi á, xuống dốc nó có ba đường ngang quý vị. Có ba đường. Một đường thì đem nó trổ lên tới chỗ này nè quý vị. Một đường nó từ chỗ đó nó trổ qua tới đây, trổ lên đây luôn. Còn một đường á, thì trổ lên cái miệng trên đó. Và một đường đi sâu xuống dưới, đi tắm xuống dưới với cái mặt nước nó đi trổ về cổ vô luôn quý vị. Đó là ba đường. Và chút nữa cô quát là gan ha. Gan đi xuống đường mặt nước đi qua cô tô luôn nè. Phải tốn tiền. Thì quý vị thấy đó. Thì ở đây á, là cái sự truyền thuyết. Cái này á, là do cái tên điện kính là do dính liền với bên cô tô quản. Là do ông già đã kể lại cho hai cậu trai này nghe. Gọi là điện kính. Là vậy. Thôi bây giờ cô bác mình cái mẫu chuyện đến đây đã tạm dừng để cho cô bác mình làm lễ. Thời gian nó có hạn quý vị. Rồi à, kính mời quý vị chúng ta đó là chuẩn bị bước lại đằng nơi chánh điện để chúng ta làm lễ. Là mình đi nó nhanh lẹ hơn. Chứ nếu mà để vô đây một trăm mấy chục người mà múc được 10 người trước, một trăm mấy chục người sau này nữa là rồi là hết buổi rồi. Phải không quý vị? À, chị thấy mà hôm nay á, thì mình báo trước. Nói sao mà cái ông này ổng chưa vô ăn mà giờ ổng đi nữa. Là cô bác mình đừng có lo cái vấn đề đó. À, tại vì cô bác mình đưa vô cái quán này ăn vài ba chục, rồi tới cái quán khác vài ba chục nó mới được. Chứ nếu mà mình ở một quán một mà ăn một trăm mấy chục người đó quý vị, mình thấy đó là chờ thời gian rất là lâu. Chủ quán làm không kẹp thứ hai nhất. Cái thứ hai chúng ta ăn cái người sao chót đó là thời gian nó rất là kéo dài dữ lắm. Vì thế quý vị mình khi vô người nào vô ăn trước thì cứ việc ngồi ăn tự nhiên nha. À, tôi thông báo rồi chứ đừng nói thấy đòn đi đó, rồi nghĩ không ăn bỏ tộ đi nữa không được. Rồi cái như vậy là mình sẽ nói nữa nha cô bác. À, thông báo vậy rồi quý vị mình nắm chưa? Rồi phải không? Vậy thôi vậy bắt đầu khởi hành. Giờ mà đoàn mình bắt đầu là khởi hành đi quý vị ơi. Rồi các em bé có để nón bọc gì đó thì chuẩn bị nha. À, để đoàn chúng ta tiếp đi.